Tiếp tục những thông tin tích cực về thị trường ô tô trong những ngày gần đây, hôm 11 tháng 4 vừa qua, Euro Auto, nhà nhập khẩu chính hãng của thương hiệu BMW tại Việt Nam, đã chính thức giới thiệu thế hệ thứ 3 của dòng xe BMW X5, góp thêm không khí sôi động vào phân khúc xe địa hình đa dụng hạng sang SAV hiện nay. Tại Việt Nam, BMW X5 thế hệ thứ 3, hay còn gọi là BMW X5 hoàn toàn mới, được phân phối với hai phiên bản động cơ: BMW X5 xDriver 50i với động cơ V8, công suất cực đại 450 mã lực, và BMW X5 xDrive 35i với động cơ 6 xi lanh thẳng hàng, công suất cực đại 306 mã lực. Nhờ những cải tiến trong chuỗi công nghệ BMW Efficient Dynamics, X5 hoàn toàn mới không chỉ có khả năng vận hành tốt hơn, mà còn tiết kiệm nhiên liệu hơn, một đặc tính đang rất được người dùng quan tâm. Xe có chỉ số khí thải CO2 thấp, đồng thời được cấu thành bởi vật liệu thông minh có trọng lượng nhẹ. Thiết kế khí động học tối ưu giúp chỉ số cản gió CD chỉ là 0,31. Nhà sản xuất cho biết X5 xDrive 50i có công suất mạnh hơn 10%, nhưng tiết kiệm đến 16% lượng nhiên liệu tiêu thụ cho nhu cầu sử dụng hàng ngày. Về nội thất, BMW X5 hoàn toàn mới hướng đến sự tiện dụng, cụ thể như khả năng gập tựa lưng ở hàng ghế sau theo 3 nấc 40-20-40, giúp tăng thể tích khoang chứa từ 650 đến tối đa 1870 lít, sẽ được trang bị hàng ghế thứ 3 theo tiêu chuẩn tại Việt Nam. Đây là mẫu xe đang bán rất chạy của BMW trên thị trường thế giới, và hiện nhà máy sản xuất chưa cung ứng đủ nhu cầu. Chúng tôi rất kỳ vọng vào doanh số bán ra của mẫu xe này tại Việt Nam, có thể vào khoảng 100 chiếc cho đến hết năm nay. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào khả năng cung ứng từ nhà máy của BMW. Bất chấp những diễn biến của thị trường ô tô những năm qua, riêng phân khúc xe hạng sang vẫn liên tục có sự tăng trưởng đáng kể. Ông Horst Hertel cho biết, Việt Nam là thị trường có 7 năm tăng trưởng dương liên tục của thương hiệu BMW.